vậy, trong lúc mà chúng ta đang nói chuyện như thế này thì không khí ở bên ngoài đã rộn rã lắm rồi. Nhất là các em nhỏ rất là háo hức được mong đến ngày Trung Thu để có thể rước lồng đèn này rồi ăn bánh Trung Thu. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một loại bánh Trung Thu có những cái hình chú heo vàng thật là dễ thương để có thể là gửi cho các bé được thưởng thức thật là tuyệt vời trong cái ngày lễ Trung Thu này. Bây giờ xin mời quý vị cùng vào bếp nhé. Chị, nguyên vật liệu chính để làm cho cái món mà bánh Trung Thu này với cái những hình con chú heo như thế này thì còn những gì chị ha? Nếu mà trường hợp mà chúng ta làm một cái bánh Trung Thu có bầy heo như thế này để được 5 bầy đến 6 bầy thì Mai sẽ chuẩn bị 1 kg đường cát với lại 600 gram nước. Còn cái phần trứng thì chúng ta sẽ lấy lòng trắng của trứng vịt, chúng ta đánh vô chung nước đó luôn. Sau đó Mai sẽ bắt cái nồi nước đường đó lên bếp. Khi lên bếp thì ban đầu Mai quậy để cho cái trứng đó nó quyện đều ở trong đường, trong nước. Khi bắt đầu sôi thì Mai sẽ phải bớt lửa và bắt đầu chúng ta vớt cái lòng trắng trứng đó ra. Khi chúng ta vớt lòng trắng trứng đó ra thì chúng ta tiếp tục chúng ta nấu khoảng chừng nửa tiếng. Trong thời gian nửa tiếng đó thì lửa riu thôi nha Mai. Và sau khi nửa tiếng thì Mai sẽ cho vào trong đó là một trái chanh đã phát lấy nước như thế này. Khi chúng ta cho chanh vào rồi, chúng ta cũng không được quậy, cũng cứ tiếp tục đến khi mà Mai đã coi đồng hồ khoảng chừng 25 phút sau nữa thì lúc đó Mai cho chén nước tro tàu vào. Nước tro tàu nó sẽ có công dụng làm cho đường mình chuyển màu. Mà cái màu vàng nâu nó sẽ làm cho cái bánh chúng ta có cái màu đẹp và nó làm cho bánh chúng ta mềm. Khi cho nước tro tàu vào thì Mai lại vớt quạt vài lần, khoảng chừng 5 phút nữa thì độ đường của chúng ta tới. Và ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho một chén nước đường. Vì cái nước đường này á, khi chúng ta nấu làm á, thì nếu có thời gian thì chúng ta phải chuẩn bị trước tối thiểu là 1 tuần hay là nửa tháng càng tốt. Còn Mai để càng lâu thì cái bánh nó sẽ càng mềm và xốp. Như nước đường này là đã được 1 năm rồi đó. Khi chúng ta làm nước đường như vậy thì cái bánh chúng ta nó sẽ có cát. Ăn nó không có bị dai, không bị cứng cái bánh, mà nó có cái độ xốp cát. Ở cái phần nhân thì trước tiên là chúng ta dừa, chúng ta mua nên mua dừa trắng, không có nạo có đen nha Mai. Rồi chúng ta về chúng ta sẽ ướp đường. Thì với một cái lượng bánh hồi nãy mình nói là khoảng 6 bầy heo này thì Mai sẽ sử dụng 250 gram dừa. Chúng ta cho vào đó 200 gram đường cát. Chúng ta để đó khoảng chừng 1-2 tiếng để cho nó thấm đường và nó trong. Sau đó Mai sẽ cho cái bột bánh dẻo vào trong đây. Chúng ta sẽ cho cái dầu ăn hoặc là mỡ. Nếu mà trường hợp chúng ta ăn chay thì chúng ta cho dầu cũng được. Còn muốn có cái độ thơm hơn thì chúng ta cho mỡ. Thì cái lượng mỡ mình cho vô trong đây là khoảng là 15 gram. Sau đó Mai sẽ nhồi đều cái này lên. Khi mà Mai đã quậy đều này rồi, Mai cho 25 gram mè vào để nó có cái mùi thơm. Và chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ta chiên nhân. Vâng, em cho vô như vậy. Bây giờ chúng ta xong cái phần nhân thì chúng ta qua cái phần chuẩn bị bột. Thì mình sẽ để bột mì, xong mình tạo phủng như người ta trộn hồ. Mình cho nước đường, cho nước tro tàu, cho mạch nha vào, rồi dầu ăn. Chúng ta trộn đều lên. Trộn đều lên, chúng ta nhồi thì chúng ta có một khối bột như thế này. Sau khi chúng ta có xong khối bột này rồi thì chúng ta cũng chia viên. Mình đã chuẩn bị chia viên sẵn. Thì cái viên mà để chúng ta làm cái con heo mẹ thì chúng ta sẽ có cái viên bột là khoảng 150 gram. Và cái viên nhân tương ứng với nó thì Mai sẽ chia khoảng 100 gram. Còn cái viên bột để chúng ta làm heo con thì nó khoảng chừng gần 10 gram thôi. Và viên nhân chúng ta nhỏ xíu không cân được, nhỏ như hộp đậu phộng thôi Mai nha. Rồi. Khi chúng ta đã có những cái phần chia dày thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hình. Tạo hình thì Mai sẽ cán cái miếng bột lớn ra, rắc một chút bột mì làm bột áo. Rồi Mai hơi đè cái miếng bột này ra, Mai trở mặt và Mai cán cái bột này ra. Chúng ta cán thì bình thường á là chúng ta kỹ, chúng ta sẽ cán xung quanh mép này mỏng hơn. Thì chúng ta dễ bỏ nhân vào gói không bị vỡ ra chứ. Vì một lát cái phần này túm lại nó sẽ dày mà. Mình cầm cái miếng này lên, mình cho cái phần nhân vô và chúng ta sẽ bọc ôm, túm sát, đừng cho không khí vô. Vì cho không khí vô khi chúng ta nướng nó dễ vỡ bánh. Chúng ta bóp sát lại như vậy. Và chúng ta sẽ lấy cái phần bột dày này để chúng ta ứng vào khuôn mà nha. Như vậy khi chúng ta làm xong chúng ta ăn ý, chúng ta để luôn.
cái phần đã lát chúng ta bóc lên. Rồi. Tương tự như vậy thì cái heo con nó nhỏ, Mai có thể là bóp miếng bột ra thế này thôi. Ừ. Mai làm thử một cái, Mai cho nhân vô. Rồi Mai túm nó lại thôi. Dạ. Và chúng ta cũng bóp cái miếng bột cho nó chắc. Cái phần bột dày chúng ta cũng sẽ ấn một tí bột mì chúng ta để xuống để lát chúng ta không lộn. Dạ. Xong cái khâu vào nhân thì bây giờ mình sẽ tạo hình cho bầy heo Mai nha. Mai nhớ là khuôn này thì chúng ta không cần phải thoa dầu gì hết. Nhưng mà cái phần bột này thì Mai cẩn thận, Mai cho bột áo vô. Và chúng ta sẽ xe cái viên nhân cho dài ra theo cái dạng như cái mình heo để chúng ta để vào chúng ta dễ ấn. Đối với lại cái bánh này thì Mai nướng là khoảng chừng 25 phút đến nửa tiếng. Nhưng mà ban đầu chúng ta sẽ nướng chừng khoảng 5-7 phút để cho nó hơi bắt đầu vàng nhẹ, là chúng ta phải lấy ra, chúng ta phun nước cho cái bánh nó mềm. Và sau khi phun nước xong đó, Mai sẽ để cho nước nó thấm vô. Thì lúc đó, Mai sẽ làm cái lấy trứng, Mai sẽ thoa mặt nó, rồi chúng ta mới nướng tiếp cho đến thành phẩm. Và ban đầu thì chúng ta nướng hai lửa, trên, dưới. Nhưng khi bắt đầu cho bánh vô mà đã phết trứng rồi thì chủ yếu là nướng lửa trên Mai nha. Và Mai bắt đầu Mai đổ ra thì Mai sẽ dọng. Mai dọng theo các hướng, dọng nhẹ. Thật sự khuôn gỗ thì nó mình dọng thoải mái và cái bánh nó sẽ sắc nét hơn. Nhưng nó thì giá nó không kinh tế lắm. Cái khuôn nhựa này bao nhiêu một cái vậy chị? Khuôn nhựa này chúng ta chỉ mua khoảng 30 ngàn một cái khuôn. À đúng rồi. Thì chúng ta dễ thực hiện. Yeah. Rồi, rồi chúng ta có bầy con heo rồi. Và chúng ta để bầy heo lên trên khuôn. Thế là bây giờ chúng ta mang vào nướng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nướng với nhiệt thời gian là 10 phút trước phải không chị? À, chúng ta nướng khoảng 10 phút, chưa tới đâu Mai, khoảng 7-8 phút. Và cái nhiệt độ lò khi chúng ta canh thì Mai để khoảng 170 độ C. Với hai lửa trên và dưới luôn Mai nha. Vâng. Và sau 10 phút thì Mai thấy như chị đã chuẩn bị sẵn đây rồi đây phải không ạ? Sau khi mà chúng ta nướng khô ra rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu phun nước. Nước ở đây chúng ta chỉ cần nước bình thường ở trong vòi chúng ta thôi. Mai phun để cho cái bánh nó được mềm. Khi phun xong Mai chờ cho nước nó rút vào. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu phết trứng. Thì cái trứng này phết trên mặt, Mai sẽ lấy cho mình là một trứng gà quyên và một lòng đỏ trứng vịt. Mai đánh đều nó lên. Sau đó Mai sẽ phết lên trên mình heo. Cho nó vàng hả chị? Để cho nó vàng và nó có một cái độ bóng. Rồi sau khi chúng ta phết xong, chúng ta phết xong thì chúng ta cho vào nướng tiếp nha Mai. Chúng ta nướng bao nhiêu lâu nữa chị? Bình thường chúng ta sẽ nướng thêm khoảng chừng 15 phút nữa. Mai cẩn thận khi cho vào lần thứ hai, thường là chúng ta nên tắt lửa dưới. Nó sẽ khét đáy trước đó Mai. Và chủ yếu bây giờ là chúng ta canh cái lửa mặt để cho cái màu của bánh nó được đẹp thôi Mai nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái này vào nướng tiếp. Và nhiệt độ chị muốn là nhiệt bây độ giờ vẫn là như ban đầu. Chỉ có điều chúng ta tắt lửa dưới thôi nha Mai. Đúng là sau khi chúng ta phết trứng thì bóng cái bánh của chúng ta nó bóng hẳn đó chị ha. Những con heo trông dễ thương chưa? Chúng ta có một cái bầy heo và chúng ta sẽ lấy bầy heo chúng ta để ra đĩa. Vâng. Và bây giờ chúng ta chỉ việc thưởng thức thôi phải không chị? À, chúng ta không nên thưởng thức liền. Đặc điểm của bánh trung thu, nếu bánh trung thu vuông tròn thì Mai cũng phải để 2 đến 3 ngày sau cái bánh nó mới mềm ngon. Và nếu là bầy heo thì Mai có thể để khoảng 5 ngày. Cái bánh nó mềm, chúng ta ăn lúc đó nó mới ngon. Còn khi vừa nướng thì cái bánh nó hơi cứng. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đến đây để có thể chia sẻ một con bánh trung thu phải không ạ? Mà Mai thì Mai cũng không dám thưởng thức đâu, tại vì thấy dễ thương quá, để ngắm vài ngày sau rồi bắt đầu mới thưởng thức đây. À, thưa quý vị, chúng ta lại có một món bánh trung thu hình những chú heo vàng như thế này, thật là ngon miệng. Chúng ta ngày trung thu này cùng ăn bánh trung thu, cùng uống nước trà nhâm nhi kể chuyện cho con cháu nghe. Còn các bé yêu của chúng ta vừa ăn bánh trung thu này, vừa nghêu ngao hát này, vừa sắt lồng đèn đi chơi thì thật là vui phải không quý vị? Quý vị đừng quên thực hiện món này để gia đình chúng ta cùng thưởng thức nha, mà đặc biệt là đem sự ngạc nhiên cho các bé của mình.